Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. HQ Sing cùng với Bose, JBL tự hào mang đến giải pháp karaoke hoàn hảo cho bạn. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 miễn phí trọn đời sản phẩm. Ngọc Lan, Hoàng Trọng Thụy trở lại với tất cả quý khán thính giả với Cà Phê Sáng và Thời Sự Thế Giới trong ngày thứ 5 hôm nay. Gửi lời chào Ngọc Lan. Xin chào Thụy, xin chào quý khán giả. Không biết quý vị có sử dụng AT&T, Verizon hay không, nhưng mà sáng nay đọc tin thì thấy rằng ít nhất 30.000 cuộc điện thoại đã gọi vào cho AT&T sau khi họ không thấy text message, họ không có bấm gì được hết cả. Nội vụ xảy ra vào khoảng 1:30 sáng nay giờ California. Nhưng mà bên phía miền Đông là 4:30 sáng, thậm chí hàng trăm cuộc điện thoại bị đau tim hoặc là tai nạn, bấm vào 911 cũng không được nữa. Cho nên quý khán thính giả nào nếu mà sử dụng AT&T Verizon, nếu bị ảnh hưởng sáng nay cho chúng tôi biết là cái khu vực nào. Trong bản tin thì họ chỉ nói rằng có khu Atlanta của tiểu bang Georgia, Chicago của Illinois và kể cả vùng Houston, Texas nữa. Ảnh hưởng lớn nhất là AT&T. Không biết đến giờ phút này thì đã hoạt động lại chưa, nhưng mà AT&T cho biết họ biết được cái chuyện này và ảnh hưởng là do điện. Không biết được cái ảnh hưởng vì chúng tôi ở đây thì không biết bên kia ảnh hưởng thời tiết như thế nào hay là có một cái vấn đề gì đó. Đây cũng là một điều rất là ngạc nhiên bởi vì nó ảnh hưởng quá nhiều người luôn nữa. Mà trong đó Ngọc Lan tưởng tượng coi, gia đình có người bị bệnh hay cái gì đó mà gọi 911 không gọi được, điện thoại không có hiện lên nữa. Bản tin thì ghi nhận là T-Mobile thì không bị ảnh hưởng. Nhưng mà sáng nay thì riêng ở California thì không có nằm trong cái danh sách bị ảnh hưởng này. Thì không biết được quý vị có bị ảnh hưởng hay không. Và đến giờ phút này thì đã hoàn thành cái việc mà sửa chữa hay chưa? Tự nhiên có những lúc mình thấy, ví dụ như bây giờ xài điện thoại đó, có một ngày cái không có nhắn tin được, không gọi được và thấy mệt mỏi. Hay đúng là rồi. Internet, giống như hôm thứ ba tuần trước, chúng ta bị tự nhiên một ngày cái nó chết hết, cái mình không biết là nếu như tất cả đều như vậy thì mình sẽ sống như thế nào. Mình cũng không thể trở lại giống như là trước đó người ta nói bây giờ muốn gửi một cái email, một cái thư phải cầm chạy đi bao nhiêu vân vân, nhưng mà mình lại phải chuyển đổi thay là làm nhiều cái khó ghê. Đến khi mà xảy ra cái thế giới như thế đó, tôi sẽ lại lục bản đồ mà đã mua từ năm 1985. Coi đường đi đúng không? Ôi sang nghĩ mua một cuốn bản đồ lớn thế này, nhưng mà đi tới đâu đó ghé vào khu vực chúng tôi còn nhớ hoài á, đi lên vùng San Jose, San Francisco á, chạy vô trong tiệm 7-Eleven mua cái bản đồ $1.50 $2 gì đó, khoảng hay là 99 sen gì đó, mở ra ngồi coi vậy. Dạ. Ngọc Lan nhớ hồi mới qua cũng vậy đó, chưa có xài cái GPS, mà không phải GPS, có thả sẵn trên xe hay là trên phone, cũng có một cuốn bản đồ ở trên xe, thấy trời vất vả. Rồi sau này Ngọc Lan nhớ không, khi mà bắt đầu mà kỹ thuật nó tân tiến rồi đó, bắt đầu mình mua cái cục. Đúng rồi. Không biết, tôi quên mất cái tên nữa rồi. Nó có cái cục để mua gắn vào trong xe. Thì lúc đó cũng tốt. Nhưng mà rồi thì bắt đầu có cell phone là tuyệt vời nhất. Đúng rồi. Mà bây giờ đi đâu cũng vậy, tự nhiên không có cái không biết đường đi đâu. Bây giờ cứ nói địa chỉ thôi, không cần chỉ gì hết. Rồi cứ bấm là nó dẫn mình tới. Nhưng mà một ngày mình cũng nghĩ nếu mà nó không có, lỡ hôm đó không có internet rồi mình đi làm sao để đến được cái nơi mình muốn đến, buồn cũng không biết nữa. Buồn nhất là mấy người trên Facebook đó. Các cô là buồn đau khổ lắm, không biết liên lạc làm sao, không biết bạn bè hoặc là những cái tin tức mình xem ngày hôm qua nó nóng quá, hôm nay như thế nào không? Thưa quý vị, một cái tin này thấy là bây giờ hôm bữa mình đọc á, bây giờ có nhiều người homeless quá, ví dụ ngay cái khu vực Lido Sài Gòn này, Ngọc Lan sáng đi bộ thấy nhiều lắm. Họ đứng, có những người thì người ta chỉ đứng bên ngoài thôi, nhưng mà bây giờ biết có một số những cái tiệm á là những người homeless đó, họ giống như là họ tự động họ đi vô trong tiệm, Họ lấy thức ăn luôn. Thí dụ như có những người chủ nhân người ta la lên thì họ đi, nhưng mà có những người họ đứng họ cầm như vậy, thì có những người khách hàng á, người ta thấy cái người ta nói ok thôi để tôi trả tiền cho người đó, có những cách như vậy. Nhưng mà ở đây là trường hợp của một cái trường hợp ở Carl Junior, một người homeless cũng vậy, đi vào để mà xin cái phần ăn ở trong đó, thì có lẽ người này cũng xuất hiện nhiều hay sao không biết, thì người manager ở đó mới từ chối, kỳ này không cho. Thế là ông ta đi ra ngoài, một hồi ông ta xách cái can xăng á, đi vô, ông ta tưới lên trên cái xe của cái người manager đó. Xong rồi ông ta bật lửa, ông ta đốt. Xong rồi chưa kể, thì khi mà cái người manager đó bước ra xem đó, thì ông ta cầm cái can xăng đó, ông ta chạy theo, rượt theo cái người đó, định là tưới tạt vô cái người đó để mà đốt luôn. Cho nên là những người này họ đã trong tiệm, họ đã rượt theo cái người homeless đó, bắt họ lại, xong rồi gọi cảnh sát tới. Thì chưa biết là cái vụ này, bây giờ thì chỉ biết là homeless mà thì bắt bỏ vô tù, nhưng mà cái xe này sẽ bồi thường như thế nào, rồi những cái chuyện tiếp theo, nhưng mình thấy rất là nguy hiểm. Cái việc mà giải quyết những người mà vô gia cư đó tùy theo tiểu bang, thưa quý vị. Chúng tôi biết bên Florida đó, theo dõi các phần tường trình hàng ngày thì họ nói rằng bên Florida họ có cái luật mà tiểu bang Florida chúng ta biết bảo thủ, ngược hoàn toàn với California. Bên đó luật là không cho phép homeless ở bên ngoài đó. Chúng tôi sang cũng thấy có thỉnh thoảng có người ngồi McDonald's xin tiền vân vân, nhưng mà rất là ít so với California. Lý do luật họ nói rằng cảnh sát sẽ bắt, bởi vì họ có cung cấp nhà ở cho người homeless. Vâng, thời gian mà Florida có nhiều nhà và giá nhà nó rẻ hơn, không biết bây giờ như thế nào, nhưng mà bên đó thì họ giải quyết như thế thì cũng đã giải quyết được. Bởi vì đa phần lớn gần biển hay như thế nào đó thì người homeless họ có đi ra vào thì cũng thoải mái. Nhưng mà buổi tối họ có nơi ở, cho nên họ có thể lãng vãng ở công viên vân vân, nhưng mà không có xảy ra những cái trường hợp như thế. California thì đôi khi nó dễ dãi quá, thưa quý vị. Ngày hôm qua theo dõi thì thấy từ buổi tối các cuộc rượt đuổi mà không thể tưởng được, rượt đến 12 giờ sau, 12 giờ sáng nay mới hoàn tất. Trên KTLA thì họ cho thấy một bức video đó. Mà thường là mỗi khi mà xảy ra những vụ rượt đuổi này, không biết Ngọc Lan và quý khán thính giả như thế nào, tôi mà lỡ thấy rồi đó, cái mắt tôi nó bị cái mắt của tôi nó bị dính vô trong cái màn này. Nó có một cái sự thôi miên mê hoặc ha. Tại sao vậy Ngọc Lan? Thì mình thấy nó gây cấn, với lại cũng chưa biết là nó sẽ kết thúc như thế nào. Nó đâu phải giống như là phim hay là mình đoán trước, mà nó nhiều cái cách để mà làm sao để dừng cái xe này lại, rồi chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không? Thậm chí thưa quý vị, có những cái đoạn video mà khi mà họ thâu lại được rồi ở trên, để lại trên YouTube á, thì tôi ngồi tôi xem một lát, tôi chịu không được, tôi bấm cho nó chạy tới luôn để coi chuyện gì xảy ra, hiểu không? Chứ còn live đó thì là dính luôn. Và các đài họ cũng khôn lắm, họ không ngưng quảng cáo, bởi vì họ biết đây là những cái trường hợp mà thu hút khán giả nhiều nhất đó. Thì chiếc xe này mới thấy là xe này ăn cắp và rượt đuổi trên xa lộ 210. Mà xa lộ 210 nó xa lắm, nó từ Glendora, từ Pasadena, mà nó chạy dọc tới Rancho Cucamonga luôn, gần sát núi đó. Thì cứ rượt đuổi như thế. Thì cảnh sát đã biết trước cái con đường 210 này, thấy cái tên này không có đi vào đường trong, cho nên họ răng cái hàng rào kẽm gai, thường là nằm ở dưới đường đó, để mà cho chiếc xe nó bị ngừng lại. Thế nhưng có những tài xế đó họ không có quan tâm, lốp xe nó nổ rồi, vẫn tiếp tục lái. Khi mà lốp xe nổ mà lái thì chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Cái phần mero, cái phần kim loại nó cạ vào dưới đường xa lộ đó, và nó gây cháy, và không sớm thì muộn thì chiếc xe này nó cũng cháy thôi. Và quả nhiên như thế, toàn bộ hình ảnh live trên đài truyền hình đã chiếu, hậu quả là chiếc xe nó cháy. Đến lúc đó thì cảnh sát mới ập tới để bắt người này. Bây giờ họ ăn cướp đó, Ngọc Lan không có ăn cướp xe thường nữa, ăn cướp nguyên chiếc xe tải luôn. Lấy một lần cho nó nhiều. Chưa biết xe tải này chứa cái gì bên trong. Chúng tôi tiếp tục với Cà Phê Sáng ngay sau phần quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 7866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. HQ Sing cùng với Bose, JBL tự hào mang đến giải pháp karaoke hoàn hảo cho bạn. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 miễn phí trọn đời sản phẩm. Chúng tôi đang gửi đến quý vị bản tin liên quan đến vụ rượt đuổi mà xe tải, mà trong đó hiện nay hàng hóa không biết gì mà chắc chắn phải có đồ lắm thì tên này mới cướp. Cái vấn đề đặt ra là tâm lý của những kẻ bị rượt đuổi như thế này đó Ngọc Lan, tôi không hiểu được. Không thể nào chạy đằng trời phải không ạ? Thí dụ như chiếc xe đó là xe sport, xe chạy mà thật nhanh như thế nào đó, nhưng mà có những trường hợp chúng tôi thấy xe chạy 110 dặm luôn nữa. Không thể nào được, nhưng mà hắn vẫn cứ nghĩ rằng mình vẫn có cơ hội chạy trốn. Trong trường hợp này đó, hắn xe mà khi nó cháy lên thì sợ quá mới bỏ chạy. Nhưng mà trực thăng, mỗi khi xảy ra những cái vụ rượt đuổi này, trực thăng luôn luôn ở trên. Và nhìn thấy hoàn toàn cái tên này bỏ chạy để bắt. Nhưng mà có những trường hợp đa phần đó, những cái vụ rượt đuổi này mà khi cảnh sát rượt đó là tội nghiệp nhất. Những nạn nhân là thường dân trên đường, họ đâu có biết đâu. Đôi khi đến khi có đèn xanh họ chạy, thế là tên này rượt đèn đỏ, vượt đèn đỏ ủi vào là gây chết người hoặc là thương tích nặng nề hết cho những người này. Thì kết quả thì đã bắt được, nhưng bây giờ nguyên chiếc xe tải cả 100.000 Mỹ Kim tiêu. Ha? Rồi để làm gì? Tốn kém bao nhiêu thứ, cảnh sát chặn đường, người ta đi đường không được luôn nữa. Đó là những cái hậu quả của những vụ rượt đuổi hàng ngày xảy ra ở Los Angeles và ở những nơi khác. Nhưng mà chúng ta thường thấy hàng ngày, mỗi ngày ha. Dạ đúng, chắc là tâm lý lúc đó là họ cũng không xác định được cái... Họ ở trong cái trạng thái nào, cứ chạy thôi. Nhiều khi chạy tọt vô trong những cái nhà ở cái khu vực gần đó. Thật ra lúc đó là cái chỗ và chỗ đó người ta sẽ thông báo hết là ở yên trong nhà, đóng cửa, mình nghe như vậy. Nhưng mà sáng sớm hôm thứ Ba vừa rồi đó, cũng một cái chuyện này khá đau lòng. Đó là một cô gái mới có 14 tuổi thôi, nhưng mà lại lái chiếc xe, chở trên xe là một cô 18 tuổi và một cô gái ngồi phía sau. Nghe nói là chị của cái cô bé 14 tuổi đó ngồi phía sau 16 tuổi. Thì chạy mà lúc mới khoảng 2 chưa đến 3 giờ sáng. Không biết chạy đâu vào giờ đó. Thì ở khu vực gần mình ở đây, ở cái chỗ mà đường Ventura, Boulevard đó, cái chỗ đó. Thì chạy quá tốc độ, cảnh sát thổi lại, không dừng, chạy. Vẫn thì tiếp tục. Vẫn chạy nhưng mà chạy nhanh quá thì vừa mới một chút sau thôi thì tông vào trong cái cột điện. Đó. Thì chiếc xe bốc cháy. Thì nói là những người đó người ta rất là nhanh đến để mà kéo được hai cái người ở phía trước. Tức là cô 14 tuổi và cái cô 18 tuổi ngồi phía trước kéo ra được. Mặc dù cũng có bị thương nhưng mà cái cô ở phía sau bị stuck ở trong xe. Người ta nghĩa là lúc đó lửa nó bùng lên rồi. Cho nên là không có kịp thì cái cô bé đó đã qua đời. Nói rằng là sáng sớm hôm đó thì gia đình họ mang hoa đồ đến khu vực này để mà giống như là tưởng niệm. Rồi những phóng viên của bên đài ABC7 họ cũng ở đó để họ hỏi nhưng mà họ không trả lời gì hết. Thì hiện bây giờ cũng chưa biết rằng là cảnh sát chỉ cho biết lúc đầu là những cái người này, cái người mà lái xe với cô gái ngồi kế bên thì không có cái biểu hiện của cái chuyện mà giống như là bị cái chất kích thích hay là bị kích động, không có những cái biểu hiện đó. Nhưng mà họ sẽ bị bắt hay là xét xử như thế nào chưa biết, tại vì cái cô gái đó mới có 14 tuổi thôi. Gây tai nạn rồi chết người, tội ngộ sát. Thưa quý vị, quý vị có con trai hay con gái? Và đây là một cuộc nghiên cứu lần đầu tiên trên thế giới, phối hợp giữa trường đại học Columbia của New York với trường đại học của Prague. Prague là thủ đô của nước Cộng hòa Tiệp ngày nay, để phối hợp xem phía châu Âu và phía Hoa Kỳ những gia đình nào có con trai. Điểm đáng chú ý đó là họ nghiên cứu. Mới đầu thì họ nghiên cứu cả gia đình con gái và gia đình có con trai luôn. Nhưng mà đặc biệt khi mà đọc các số liệu liên quan đến những cặp vợ chồng mà có con trai từ 2 đứa trở lên, và sau đó theo dõi những đứa con trai này lớn lên và theo dõi về hoạt động thần kinh của những người này, thì họ mới tìm ra đó, những gia đình nào có con trai đó, não bộ của bố mẹ chúng đó, nó bị biến hóa nhiều hơn. Biến hóa ở đây có nghĩa là bắt đầu nó có những cái biểu hiện chậm phát triển hơn so với những gia đình có con gái, Ngọc Lan. Lạ quá ha. Họ nói những gia đình nào, đây là cái dữ kiện, không biết có đúng hay không, gia đình chúng tôi có hai đứa con trai. Mình thấy rõ ràng luôn đó, con trai. Thì đây là vấn đề xã hội về tâm lý. Có thể là vì con trai nó ngỗ nghịch, nó phá, nó quậy hơn, cho nên bố mẹ đã phải dành nhiều thời giờ hơn, nhức đầu hơn, tập trung vào đời sống của mình nhiều hơn để lo cho nó. Đa phần và ở Việt Nam chúng tôi cũng thấy nữa, những gia đình có con trai đó, bố mẹ suốt ngày nó đi đánh lộn nè, nó đi ăn cướp nè, đi ăn cắp nè, rồi bị bắt là đủ thứ chuyện trên đó. Còn những đứa ngoan ngoãn đó, thì nó rất là hiếm. Thế là như thế, đó là trường hợp mình chỉ hiểu ở trong các gia đình Việt Nam thôi. Thì sang đây thì không biết như thế nào, nhưng mà đây là cuộc nghiên cứu để cho thấy rằng những gia đình có con trai, đa phần bố mẹ khi về già đó, sau ngoài 60 bắt đầu nhiều người bị dementia. Và cái hoạt động não của họ nó kém hơn so với những người có con gái. Và tôi chỉ nghĩ là thực ra đó, cái cuộc nghiên cứu này họ còn phải theo dõi để tìm hiểu xem trong các gia đình này con cái của họ như thế nào, có tốt hay như thế nào. Ngay cả những gia đình mà con trai khi mà lớn lên một cách bình thường thì trong cái nghiên cứu cũng thấy là cái ảnh hưởng về não của bố mẹ, đặc biệt là ông bố đó, nó bị ảnh hưởng. Như vậy thì nên sanh một gái một trai, giống như nhà Ngọc Lan, cái nó quân bình trở lại. Ngọc Lan là quân bình trở lại. Nó trở lại bình thường. Nhưng mà đối với những người Trung Quốc, những người Việt Nam chúng ta xưa nay vẫn thích con trai, và thậm chí nhiều gia đình châu Á vẫn thích con trai, nghĩ rằng con trai nó sao hả? Nó giữ lại truyền thống của gia đình, nhưng mà nó không còn thích hợp với cái thời đại ngày nay nữa. Thưa quý vị, trưa ngày hôm qua đó, ở cái vùng mà San Fernando Valley có một cái sự việc nó xảy ra là nó nhốn nháo hết. Tức là ở khu vực này người ta nuôi ngựa rất là nhiều. Thì một người phụ nữ đó cưỡi con ngựa của mình, đang cưỡi đi. Cái tự nhiên cái đó, con ngựa nó bị lún xuống trong một cái hố, tự nhiên nó có nguyên một cái hố, cái nó ngã xuống đó luôn. Thì cái người phụ nữ ở trên cũng bị lăn nhào xuống luôn, nhưng mà may á, thì bà không có bị lọt xuống dưới cái hố đó, thành ra bà bò ra được, mặc dù cũng bị thương. Nhưng mà con ngựa, quý vị nhìn thấy á, một nửa người của nó đã bị lọt xuống dưới cái hố, người ta gọi là giờ giống như là những cái hố tử thần tự nhiên cái nó xuất hiện sau, nhất là những cái vụ mà mưa này, nó lọt xuống như vậy. Thì lúc đó gia đình họ bắt đầu cầu cứu, tại vì con ngựa này nặng 1.200 pound lận. Ngọc Lan không nghĩ là con ngựa nó nặng đến như vậy. Dạ, 1.200 pound. 1.200 pound. Cho nên họ gọi, thì lúc đầu á, những người mà đến để mà tiếp ứng, để mà cứu cái con ngựa này lên á, là mới đầu là chỉ có một ít người thôi. Nhưng mà sau đó huy động đến 60 người trong đội lính cứu hỏa tới. Họ phải mang cả những cái, mới đầu mang xẻng hay là mang một cái xe, nghĩ là câu nó lên bình thường, nhưng mà phải sau đó phải đem như là cái xe cần cẩu vậy đó, mới đem được cái con ngựa này ra khỏi cái hố đó, bởi vì nó lọt xuống như vậy. Cái cách nào để đem lên, nhưng mà người ta nói là rất là mừng là nó không bị thương gì hết. Đó, thì ở đây mới thấy được bây giờ càng ngày người ta thấy những cái gọi là cái hố, những cái hố sụp đó, những cái hố tử thần đó càng ngày nó càng nhiều. Tự dưng đang đi như vậy cái nó hủng xuống một cái. Thế là chi phí để đưa con ngựa này lên mất 500.000 đô la. Ngọc Lan không biết là như vậy trong trường hợp này đó thì ai sẽ trả cái chi phí này ha? Dạ, tại vì một cái lực lượng trên khu vực của thành phố mà. Dạ, lực lượng này 60 người đến mà quý vị nhìn thấy huy động bao nhiêu là xe rồi người, rồi vật dụng đủ thứ hết. Xảy ra Việt Nam sao ta? Nếu mà xảy ra ở Việt Nam cũng hố tử thần nhiều lắm anh Thụy. Nhưng mà chưa thấy có ngựa nào rơi xuống. Ở Việt Nam á, nó không có bị đi ngoài đường, không có bị cái hố rớt như vậy. Cũng có trường hợp lọt xuống là chết. Nhưng mà cái chuyện mà người ta sợ nhất là đi ở trên đường á, có những cái chiếc xe như xe tải phía trước mà họ chở những cái cuộn thép, cuộn sắt á anh Thụy, chạy phía sau nó lăn xuống á, cái đó là bây giờ đó là người ta gọi là những cái hung thần bất ngờ ở trên đường. Tại mưa quá nhiều thưa trong thời gian qua. Chúng tôi tiếp tục với Cà Phê Sáng ngay sau phần quảng cáo quý vị nhé. Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. HQ Sing cùng với Bose, JBL tự hào mang đến giải pháp karaoke hoàn hảo cho bạn. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 miễn phí trọn đời sản phẩm. Sau đây là bản tin dành cho những quý ông quý bà nào mê rượu vang, rượu đỏ. Thì bây giờ nó cũng tùy, không biết làm sao đó thưa quý vị. Cứ khi thì nghiên cứu nói rằng rượu vang tốt cho sức khỏe. Rồi bây giờ cuộc nghiên cứu mới nhất thì nói rằng rượu vang không tốt tí nào cả. Và đây là một cái thống kê và kể cả một cái cuộc nghiên cứu cũng khá là công phu. Và thậm chí đây là những vị bác sĩ đàng hoàng, bằng cấp về bác sĩ trong các trường nghiên cứu rất lớn. Thì không biết sao, bây giờ nó trở thành một cái vấn đề họ gọi là French Paradox. Paradox là những cái chuyện rất là mâu thuẫn. Một mặt thì tốt, một mặt thì không tốt. Thì người Pháp á, xưa nay họ nói họ dẹp bỏ tất cả các cuộc nghiên cứu về rượu vang và nói rằng nó có những cái tác hại về sức khỏe không tốt. Người Pháp chứng minh, quý vị hãy nhìn tôi đây, chúng tôi uống rượu đã cả đời luôn nữa. Và có những người sống 90, 100 tuổi mà rất là thoải mái. Họ nói rằng nhờ uống rượu vang mỗi ngày, ngay cả người Ý hoặc là người Tây Ban Nha nữa. Cho nên cuộc nghiên cứu này không biết nó có như thế nào. Nhưng mà và là bác sĩ và là những chuyên gia về dinh dưỡng và về rượu nữa. Thì họ nói rằng bất cứ một cái việc mà chúng ta, cơ thể chúng ta hấp thụ alcohol, mà cho dù là rượu vang hay là whisky, cognac gì vân vân nữa, đều không tốt cho sức khỏe. Chấm hết. Họ nói như thế, bất cứ một cái lượng nào nhỏ mà mỗi ngày chúng ta đều uống đó, nó đều tác hại đến đặc biệt là tim mạch. Bởi vì họ nghiên cứu, họ so sánh những người mà uống rượu thường xuyên và những người không uống rượu đó, và những cái tiêu chuẩn về tập thể dục hay ăn uống bình thường, thì họ thấy cái số người mà bị vào bệnh viện vì tim mạch đó, nó vẫn cao hơn bình thường so với những người khác. Thì đó là cái cuộc nghiên cứu để cho thấy. Nhưng mà ngược lại thì những người uống rượu vang hàng ngày và họ thấy rượu vang tốt cho sức khỏe của chúng tôi, không có gì vấn đề gì cả, thì sao? Thì đây là các cuộc nghiên cứu, và khi mà họ nghiên cứu đó thì họ phải khuyên công chúng chứ. Và đây là cuộc nghiên cứu của Viện Nghiên cứu về Tim Mạch của Cleveland, Ohio, nổi tiếng thế giới. Cho nên đây là cái kết quả mà được đưa ra để cho thấy rằng nó không phải là một cuộc nghiên cứu tầm thường, mà từ những cái viện nghiên cứu đặc biệt là về tim mạch. Thì họ chỉ nói rằng rượu vang, whisky hay bất cứ cognac nào mà chúng ta uống, đặc biệt là những người hay uống mỗi ngày nghiền rượu đó, thì phần lớn là tim mạch của họ bị ảnh hưởng hết. Chưa nói đến vấn đề gan hoặc là những cái bộ phận khác trong cơ thể của chúng ta. Thì khuyến cáo đưa ra như thế thì không biết như thế nào. Có thay đổi được cái thói quen uống rượu vang và ảnh hưởng đến rượu vang như thế nào. Tuy nhiên nói gì thì nói thưa quý vị, số lượng rượu vang tiêu thụ trên toàn cầu nó vẫn khủng khiếp như thường. Pháp, Ý vân vân ở các nơi, nhất là người Việt Nam của chúng ta nữa. bây giờ nhậu thì các anh cũng nhậu rượu vang, xong rồi nhậu whisky, Macallan vân vân, và khiến cho rượu, đặc biệt là whisky của Nhật bây giờ nó đắt giá hơn rất là nhiều so với trước. Ngọc Nhưng Lan mà nó là nghiên cứu biết sao giờ mình phải thông báo cho bà con của bác biết về cái ảnh hưởng tiêu cực của alcohol, bất kể là rượu vang hay là whisky. Ngọc Lan sẽ không bị ảnh hưởng bởi vì không uống được bất kỳ một cái giọt rượu nào hết. Tiếc quá, cũng trong tiếc, cuộc đời uổng hết nửa đời người. Vậy bây giờ là nửa đời rồi. Thưa quý vị, trong thời gian qua đó quý vị thấy là có những cái lúc mà người ta gọi là cơn sốt luôn của cái ly mà gọi là Stanley của bên Starbucks cùng với lại cái công ty này, họ ra cái ly, nhất là cái ly màu hồng á, trong thời gian vừa qua trời ơi nó như một cơn sốt, người ta xếp hàng, người ta mua, và có những cái lúc họ bán cái ly này lên đến cái giá gốc của nó hình như $50, nhưng mà ở ngoài á, có thể là có lúc đến $500 cho một cái ly này, cái bình này nó bự lắm, nó hơn 1 lít mà nó 48 ounce nếu Ngọc Lan nhớ không lầm như vậy. Nó rất là lớn. Rồi có những người mà người ta đi đánh cắp những cái ly này nữa. Nhưng mà bà bán đánh cắp mấy chục ngàn. Đúng rồi, bà đánh cắp bao nhiêu bà chất hết trong xe $20 mấy. Đúng rồi. Người ta ghiền những cái ly này. Nhưng mà bây giờ đã có những cái người bắt đầu đứng ra để kiện cái hãng này. Lý do họ nói rằng là họ thấy có chất chì ở trong cái ly này. Họ nói có chất chì mà cái công ty này đã không cảnh báo cho họ biết, và cái điều đó rất là nguy hiểm. Tuy nhiên ở phía công ty thì họ nói rằng, công ty sản xuất họ nói họ có giống như họ có dùng một chút xíu thôi để mà ở ngay cái chỗ cái nắp á, ở ngay chỗ cái nắp giống như là một cái seal lại để cho cái hơi giữ ở trong đó nó đừng có bị thoát ra ngoài đó, thì một chút đó. Nhưng mà cái ngoài đó nó không ảnh hưởng gì đến cái phần ở trong, tại cái ly thì họ nói là đựng nước là ở phía trong, thì ở trong đó nó không ảnh hưởng gì hết, nó chỉ có một một chút xíu ở phía ngoài để mà nó bảo vệ, giống như cái dạng như cách nhiệt để cho cái hơi nó đừng có thoát ra. Đó thì họ nói là như vậy, nhưng mà ở bên phía những người mà đi kiện á, họ nói cái điều này là không có đúng, bởi vì ngay cả khi mà mở cái nắp đó ra rồi, họ thử cái nước gì ở trong họ bằng cái cách nào đó, họ cũng nói là họ có phát hiện ra có cái chất chì ở trong đó. Thì bây giờ ở phía mà bên công ty họ nói đây là những cái mà cáo buộc rất là vô lý, nhưng mà phía bên những người tiêu dùng đi kiện họ nói là họ đại diện cho những người mà đang dùng cái ly này để mà kiện, thì chưa biết như thế nào, phải có một cái công ty thứ ba đứng ra để chứng minh cái giá trị độc hại của nó là làm sao. Nhưng mà thì đây là liên quan đến cái ly mà nổi tiếng trong thời gian vừa qua. Bất kể làm gì thì làm, các mục nghiên cứu quý vị thấy đó, mỗi một ngày chúng ta tiêu thụ thức ăn, thực phẩm vô, và họ nói cuộc nghiên cứu đều cho thấy rằng là tất cả người Mỹ, và điều đó cũng ảnh hưởng luôn cả thế giới luôn nữa. Mỗi một ngày chúng ta ăn, mặc dù chúng ta không biết, nhưng mà ngay cả trong thức ăn nó cũng có những cái hạt phân tử plastic, nhựa ở trong đó, cá hoặc là kể cả rau quả. Cho nên cái chuyện cấm plastic nó gây ảnh hưởng môi sinh trên toàn cầu là vẫn tiếp tục. Nhưng mà tốn kém như thế nào thì chính phủ ra sao? California bắt đầu có nỗ lực để ngăn cản cái tình trạng mà sử dụng bao ni lông, túi nhựa quá nhiều. Và nếu được ông... đến giờ phút này chúng tôi vẫn theo dõi để chờ ông Gavin Newsom sẽ ký ban hành để xem cái tác dụng nó như thế nào. Bởi vì họ nói rằng cái túi nhựa 10 cent á, có lợi nhiều hơn cho người sản xuất. Những người sản xuất bán túi nhựa đó, quý vị tưởng tượng 10 cent một ngày họ bán bao nhiêu túi. Trong khi đó những người họ sử dụng cái túi nhựa này về, họ làm gì? Họ bỏ vô thùng rác, không có ai recycle hết trơn. Họ dùng cái túi đó, họ bỏ đồ ăn thừa đó, họ gói, họ bỏ vào thùng rác màu đen. Thùng rác màu xanh là để cho quý vị, đa phần người ta thấy bỏ vào thùng rác màu đen nhiều hơn. Cho nên hậu quả là sau 10 năm tác động cho thấy rằng ảnh hưởng môi sinh, túi rác nhựa nó còn nhiều hơn lúc trước nữa, chứ chẳng có lợi gì trong cái việc đó. Cho nên California đi đầu tiên trong cái việc cấm túi nhựa, nhưng mà rồi California bây giờ thất bại trong nỗ lực đó. Thất bại thêm nữa là trường hợp của những chiếc xe tự động lái Waymo. Công ty Waymo trong thời gian qua thử nghiệm trên đường phố ở San Jose, San Francisco. Họ tiếp tục bành trướng cái tiến trình này, họ muốn sẽ tiếp tục ở Los Angeles trong thời gian tới. Thế nhưng giờ đây đó, cái giấy phép của Waymo để thử nghiệm trên đường phố ở Los Angeles. Thực sự đó thì các công ty lái tự động này họ muốn chế tạo những chiếc xe taxi trong tương lai không có tài xế. Và đó là điểm mà nhiều người đặt cái câu hỏi trong đầu. Chuyện gì sẽ xảy ra trên đường phố? Waymo nói an toàn, nhưng mà câu hỏi đặt ra có thực sự là như thế hay không? Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin này ngay sau phần quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. HQ Sing cùng với Bose, JBL tự hào mang đến giải pháp karaoke hoàn hảo cho bạn. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 miễn phí trọn đời sản phẩm. Chúng tôi còn nhớ cũng trên chương trình Cà Phê Sáng Thời Sự Thế Giới cách đây cũng 6 năm hay 8 năm gì đó. Thời kỳ mà bắt đầu các kỹ thuật liên quan đến xe tự động thì chúng tôi đã nói chuyện tranh luận với nhau, đùa nói là một ngày nào đó xe quý vị bấm điện thoại cái xe tự động nó đã đến nhà, quý vị bước lên xe, xe chở tới nơi, xong rồi khi mà về tức là phải đi uống rượu mà sợ là không lái xe đó, không muốn lái xe thì bấm một cái xong xe đã tới ngay trước cửa, xe nó mở cửa ra, quý vị bước vào. Mình đùa thôi, mình nghĩ, nhưng mà tôi nghĩ lúc đó thế nào cũng thành hiện thực chứ không phải là chuyện viễn vông đâu. Mà quả nhiên như thế. Thực ra ngày hôm nay Waymo họ nói đã xong rồi. Họ thử nghiệm trong vòng 5-6 năm vừa qua rất là an toàn rồi. Và thậm chí vào cuối năm ngoái đó, Waymo xin giấy phép để bắt đầu cung cấp robo taxi. Xe chiếc này dựng ngay trước nhà của Ngọc Lan. Họ báo cho biết là bởi vì cái app á, là quý vị mà biết là thậm chí là cái app đó hướng dẫn báo cho quý vị biết chiếc xe đến đâu rồi. Khi tới nơi tự động mở cửa, Ngọc Lan bước vào phía sau ngồi đó là tự động đóng cửa lại, xong chiếc xe chạy tới địa điểm đó ngừng lại, mở cửa ra Ngọc Lan thì tất cả những cái chi phí tiền bạc là xong xuôi hết. Nó tuyệt vời đến như vậy, không tài xế quý vị. Thế nhưng điểm đáng chú ý đó đã xảy ra hai trường hợp mà khiến cho Ủy ban Tiện ích California, Ủy ban Tiện ích chuyên môn giám sát những cái trường hợp về điện, nước, vân vân, hỏa hoạn hoặc là ga khí đốt. Ngày hôm nay thì Ủy ban Tiện ích California nói no, chúng tôi chưa có chắc chắn lắm bởi vì đã xảy ra một số cái gọi là sự cố. Chiếc xe này dừng lại ngay cái chỗ cái cột nước á, rồi trong trường hợp xe cứu hỏa đang chữa cháy một căn nhà, chiếc xe này cán lên luôn cái đường dây chữa cháy băng từ bên này băng qua bên kia. Họ nói rằng trong trường hợp bình thường đó là tài xế họ né ngay lập tức. Khi mà tài xế bình thường thấy chiếc xe cứu hỏa đậu ở bất cứ nơi nào, cái điều đầu tiên chúng ta né, chứ không có ai mà lái qua cái đường ống để mà đang chữa cháy cả. Thì nó xảy ra hai cái trường hợp như vậy khiến cho Ủy ban Tiện ích nói rằng không, họ tạm ngừng cứu xét để cho phép chiếc xe robo taxi này hoạt động ở quận Los Angeles trong vòng 120 ngày. Sau 120 ngày họ sẽ quyết định xem. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có thể trong tương lai sớm muộn gì thì những cái chiếc xe robo taxi này xuất hiện trên đường phố, đầu tiên là ở Los Angeles, rồi sau đó sẽ xuống tới Irvine hay quận Cam, hay bất cứ nơi ở quận Cam này. Bởi vì sau khi Họ nói rằng cái kỹ thuật bây giờ nó rất là hoàn chỉnh. Chiếc xe này trong thời gian qua đó, trong suốt một năm trời vừa qua từ 2023 cho tới 2024, không hề xảy ra bất cứ một cái trường hợp đáng tiếc nào. Chiếc xe không gây tai nạn. Hay ha. Stop sign dừng lại, đèn đỏ dừng lại, nhường, quẹo trái, quẹo phải rất là tốt. Và họ thử nghiệm nhiều chứ đâu phải là chỉ có một lần, họ thử nghiệm cả bao nhiêu chục ngàn lần đó, để bảo đảm an toàn cho đặc biệt là hành khách trong xe. Wow. Wow. Một ngày nào mình chỉ cần sáng ra cái mình bấm cái nút, cái chiếc xe chạy kịch lên trước nhà, bước lên, bấm địa điểm đến, thấy là nó chạy, nó đi đến, mình không phải làm gì. Nhưng mà tôi thấy gọi Uber với Lyft nó có vẻ là an toàn hơn, ít nhất có. Nhưng mà quý vị cũng đừng quên đó là Uber, Lyft cũng đã xảy ra rất nhiều những cái vụ tấn công tình dục, rồi ăn cướp này nọ. Họ nói rằng loại bỏ tài xế đó thì loại bỏ cái thành phần mà những kẻ ác, kẻ xấu nó là tài xế để nó dụ dỗ các cô gái. Mặc dù đó là những trường hợp hiếm hoi. Mà làm sao mình biết được cái người đó như thế nào? Đó. Và ví dụ như ở trong trường hợp này, tin tức vừa mới đưa, một người này là mục sư của giới trẻ. Ông này 39 tuổi. Từ năm 2016-2017 đó, từ lúc đó là ông này đã bị đưa ra tòa với cáo buộc liên quan đến cái việc là ông đã trong những cái lần mà giống như là làm việc với lại những thanh thiếu niên đó, bên nhà thờ họ có những cái chương trình sinh hoạt, thì lúc đó có hai anh em của cậu bé đó, là hai đứa đó là sinh đôi, nó chỉ mới có 14 tuổi thôi, ở thời điểm năm 2016-17, thì chở nó đi sinh hoạt rồi chở nó đi coi phim. Thì trong cái lần đi coi phim đó đó, nó nói là xảy ra nhiều lần, nhưng mà đến cái lần đó là nó là trong cái rạp như vậy. Xong rồi cái ông này kêu một trong hai cái đứa bé sinh đôi đó, con trai, kêu ngồi lên chân của mình, xong rồi hôn lên mặt nó, rồi trước khi hôn lên môi nó, vân vân. Thì cái đứa bé đó nó chống cự. Thì ông kêu ok, nó ngồi qua kêu đến cái thằng anh em sinh đôi với nó thay thế vào chỗ đó. Đó, thì sau đó thì những đứa bé này nó về nó mét với lại bố mẹ nó, thì lúc đó mới thưa. Thì ngay thời điểm đó năm 2016-17 là ông mục sư này bị bắt. Ông này ở cái nhà thờ ở cái khu vực mà Lake Forest. Xong rồi khi mà ra tòa năm 2018 đó, thì lúc ra tòa lúc đó ông này bị kết án là 4 năm tù. Tuy nhiên sau đó thì cái bản án đó người ta nói phải hủy, phải xử lại vụ này, bởi vì họ phát hiện ra là lúc đó đó là ông chánh án, ông thẩm phán của cái phiên tòa đó đã có một cái giống như là trao đổi trước với lại cái bồi thẩm đoàn về những cái tình tiết của vụ án. Thì người ta nói cái điều đó là không có được thực hiện, cho nên cái phiên tòa đó họ không có công nhận. Thì trong khi mà chờ xử lại, thì bây giờ trong lúc chờ xử lại thì một nạn nhân thứ ba xuất hiện, cũng nói là trong cái thời gian đó đó, ở năm 2016-17 thì cái cậu bé này cũng là 14 tuổi, cũng kể đã cũng từng bị cái người mục sư này có những cái hành vi sàm sỡ, những cái hành vi mà không xác đáng, thì thêm là một cái đơn kiện nữa nộp vô. Rồi chưa hết, mới đây nhất lại thêm một nạn nhân thứ tư cũng nộp đơn vô, cũng với những cái hành vi tương tự của người này. Thì bây giờ đó, trong lúc mà chờ phiên tòa sắp tới sẽ diễn ra, thì phía bên những nhà điều tra, phía bên công tố họ nói rằng là như vậy họ nghĩ không chỉ dừng lại có bấy nhiêu nạn nhân, bởi vì cái nhà thờ này á, mỗi tuần lễ có đến, người ta đếm cái số lượng mà người đi nhà thờ này hàng tuần khoảng 28.000 người. Cho nên là cái số lượng mà những nạn nhân của cái ông mục sư này nó còn nhiều nữa. Cho nên người ta kêu gọi những đứa bé nào trong thời gian đó có, thì bây giờ bao nhiêu năm rồi, 2016, 2017 thì bây giờ 2024 là nó lớn hơn nhiều, thì nó cứ mạnh dạn, nó lên tố giác. Thì từ ở cái việc này á, mới nhắc lại ở trong cộng đồng chúng ta như vừa qua đó, có những cái cô gái bây giờ sau bao nhiêu năm rồi mới đi kiện lại một vị trụ trì về cái tội là ngày xưa lúc còn nhỏ đi chùa bị ông thầy sàm sỡ vân vân. Thì khi mà những cái vụ này đưa ra bao giờ cũng có hai cái dư luận hết á. Một bên thì nói tại sao ngay lúc đó không la lên, không khóc lên. Rồi người thì nói là tại sao bây giờ mới là la lên. Nhưng mà họ không hiểu được, khi mà người ta nghiên cứu tâm lý của những người này á, thật ra không phải ai cũng có đủ cái mạnh mẽ để mà họ nói. Nhất là những cái người họ nói họ không biết nói như thế nào. Chưa kể là gia đình không có tin, gia đình không tin rằng là nói là ở đó có thể là một vài hành động cử chỉ của những người lớn đối với đứa nhỏ mà theo văn hóa những đứa ở đây nó lớn lên theo kiểu Mỹ nó không chấp nhận vân vân. Họ cứ gạt ngang như vậy. Nhưng mà đối với những người mà chuyên nghiên cứu về tâm lý á, họ nói những cái đó nhiều khi nó cứ tích tụ trong lòng không nói ra được. Đến một lúc mà khi mà trưởng thành mà họ nói ra được cái điều đó thì đó là một cái sự rất là can đảm, thì họ sẽ đánh thức nhiều cái chuyện khác. Cho nên chúng ta thấy ở đây có nhiều đứa bé từ nhỏ nó bị những cái lạm dụng tình dục, nhưng mà tại sao bao nhiêu năm và bao nhiêu năm nó mới dám nói lên điều đó, chứ không phải chỉ riêng trong cộng đồng Việt Nam của mình đâu. Thì đây là một cái trường hợp như vậy. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả với Cà Phê Sáng. Giờ đây chúng tôi chuyển sang phần Thời sự thế giới với rất nhiều các bản tin chính trị liên quan đến tình hình quốc tế và Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi. Chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thụy vào tuần tới. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai.